yếu bóng vía là ngã đó. Đẹp an toàn cái này cho nó rồi. Cái bậc thang này nó không phải là màu trắng, nó là màu tím. Màu tím thì nó rất là khó để mà mình nhìn, nó quen mắt. Và đặc biệt là sẽ có một cái chiếc bàn xoay. Nhưng mà tất cả huấn luyện viên và thí sinh không biết cái sự xuất hiện của bàn xoay này, họ sẽ phải có những cái kỹ năng catwalk rất là chắc chắn, bản lĩnh để mà ứng biến với các tình huống này. Và cái khó nữa là các huấn luyện viên sẽ phải trình diễn liên tục, không dừng lại, nối vào nhau. Đấy là một trong những cái thử thách rất là khó và level up của mùa này. Lên nhanh luôn, tại vì đây chỉ là đi thử thôi. Lên nhanh luôn, đây chỉ là đi thử thôi. Ở trường nghe Bolo không nhìn xuống đất, không nhìn xuống đất. Đi nhẹ lại, đi từ từ. Đây là một cái thử thách rất là dễ với bản thân mình, nhưng với các bạn thí sinh thì Hoa nghĩ rằng là đây là một cái thử thách khá là khó. Cái bậc thang khá là cao hay là những cái bàn xoay cũng là một cái thử thách để cho các bạn được thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Bước ra đây, yêu cầu các bạn pose một dáng ở đây trước nhé. Xuống cầu thang, sau đó là đến đây. Các bạn có thể xoay hoặc là tung skill ở đây. Và chú ý là cuối cái đường băng của mình sẽ là một cái bàn xoay. Tiên yêu cầu các bạn pose một dáng thật là lady, thật là tiểu thư đỏng đảnh. Catwalk là một trong những cái skill cần có của một beauty queen. Tiên nghĩ đề bài rất là thú vị và đồng thời rất là thử thách thí sinh. Bước xuống cũng phải diễn, mặt không được đơ. Cái mặt mình phải diễn ra được cái tông đó. Diễn em ơi, chảnh lên. Pose một dáng cho chị. Đúng rồi, nhìn. Bước từng bước cũng được. Cố gắng đừng nhìn xuống nhiều nha. Tự tin lên. Mình chưa từng qua bất kỳ một lớp học đào tạo các kỹ năng nào hết. Mình tham gia các tô diễn đều là những kỹ năng mà mình tự tập và mình tự đúc kết kinh nghiệm từ bản thân mình mà ra. My ơi, lên từ đằng sau My. My, tập trung đi My ơi, bạn tập trung giúp mình nha. Rồi, đi lên. Đi lên đây luôn hả? Đúng rồi. Diễn đi My ơi. Đỏng đảnh lên My ơi. My, xuống đi My, xuống. Một dáng thôi, xuống bên phải. Tập trung đi My ơi. Nhìn thẳng. Đúng rồi. Tay đang cầm cái gì vậy? Con chó. Thả tay ra. Pose. Không nháy mắt nha. Chỉ bởi vì là mình rất là muốn là hôm nay sẽ mang tới cho quý vị khán giả cũng như là tất cả mọi người một cái màn trình diễn rất là đẹp, cho nên là các huấn luyện viên thì lo team của họ nhưng mà đang muốn cái sự tổng thể nhất là làm sao. Tất nhiên là đây là một phần thi nhưng mà đã là một buổi trình diễn thời trang thì nó sẽ cần phải đẹp, cho nên là mình đang cũng rất là lo lắng bởi vì các bạn thí sinh thì có những bạn chưa giỏi về catwalk và những cái bậc thang sẽ làm khó các bạn, chưa cộng với bàn xoay nữa, cho nên rất là lo. Để biết được độ khó của sàn catwalk của chúng ta ngày hôm nay, xin phép được trân trọng giới thiệu Miss Lukkade Matini. สวัสดีค่ะ Hello, Miss Lukkade. What do you think of our catwalk stage today? It's very, very difficult because the stage is very high. But the challenging thing is on the platform because the platform in the front is spinning. Yeah. So when it's turning, it's so easy to lose balance. Yeah. So it's a very difficult challenge. My goodness. Xuống luôn hai bên cánh. Thân bị té ngay cái lúc mà bạn pose dáng cuối cùng ở trên cầu thang, nhưng bạn tạo dáng ngay lúc bạn té luôn. Đó là một sự tiến bộ và lắng nghe. Mình có dặn á, bất kỳ lúc nào các bạn trên sân khấu các bạn đều phải diễn và không để bất kỳ sơ sót nào xảy ra. Nếu có, mình cũng phải tìm cách xử lý nó. Phần trình diễn của team Tiên làm Tiên tự hào vì các bạn có sức bật cũng khá là đồng đều. Team Mai Ngô chuẩn bị. Ui, nguy hiểm quá nhờ. Cái chỗ đấy đi khó đi lắm. Rất là khó đi luôn. Mà vô tập với các bạn là các bạn nó không hề xoay, nên là các bạn ấy cũng chưa bao giờ được thử. Thì thật sự đó là một cái điều rất là lo. Cười lên nào. À, tốt quá ha. Wow. Yeah. Khách hàng bên Anh là lựa tuổi nó khách hàng kiểu khách hàng sang ấy, thì nó có thể yêu cầu sự đảm bảo sự sang trọng. Ngôi sao bước đi như thế nào? Very good. Wow. Tôi là họ không đẹp nhưng mà họ luôn có thần thái. Đúng rồi. Wow. 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 Khán giả, ban giám khảo. Good posing, tạo dáng rất là tốt. Phải đi chắc chân. Chắc chân. Chắc chân. Nhớ cười nha. Good choreography, very good. Bình tĩnh nè. Suýt té nhưng mà kìm lại được. Cười nha. Đẹp. Ha. Yes, I like it. Thả cái tay ra. Wow, I like the pose. Really? Yeah. Wow, rất là đẹp luôn. Yeah. Wow, so sexy. Woo! Wow, wow, wow. Sáng tạo quá. Wow. Nha. Woo! So. Perfect. Congratulations. Cười lên kìa. Chống tay lên Hân ơi, chống tay lên. Hân là một người không có kinh nghiệm trình diễn thời trang, cho nên là cái sự tự ti nó đã xuất hiện. Lại này, quay lại, quay mắt lại. Hân ơi. Mình nhìn một phát ra là mình biết. À, quên bài. Đang coi sướng mà, quên bài. Thực sự rất là sốc, không biết nói gì nữa. Lộn đường dây. Ồ.